Về vụ việc lái xe chống đối lùi xe ngược chiều, không hợp tác khi bị lực lượng chức năng kiểm tra mà chúng tôi phản ánh trong chương trình vào sáng qua, đội cảnh sát giao thông số 7 Công an Hà Nội cho biết đã xử phạt đối với lái xe này. Lái xe tên là Nguyễn Văn Nam, quê quán tỉnh Ninh Bình đã vi phạm các lỗi đi vào đường cấm, không có giấy phép lái xe và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Với các lỗi vi phạm trên, tài xế Nam bị phạt tổng số tiền là 3,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện để xác minh.